Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Hồ Hảo Hớn. Nhân đây thì em xin chúc cô chú anh chị mình một ngày mới thật là vui vẻ nha. Để thuận tiện cho việc xem video thì cô chú anh chị các bạn mình có thể search bất kỳ địa điểm, hoặc là Vinh Lâm TV, hoặc là ví dụ như hẻm 329 Trần Hưng Đạo, hoặc là 161 Bùi Hữu Nghĩa, hay là 160 Cô Giang hay Đề Thám gì đó. Chúng mình gõ cái địa chỉ là nó sẽ ra cái video em, nếu em có quay ha. Cũng rất là dễ tìm. Thì hàng ngày em sẽ có hai cái video. Hai cái video úp sáng và chiều. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở ngã tư Hồ Hảo Hớn và Cống Quỳnh. Trần Hưng Đạo. Bên đây thì là đường Cống Quỳnh. Thì hành trình hôm nay chúng ta sẽ đi lang thang đến cái hẻm 329 Trần Hưng Đạo. Rồi sẵn đó mình thông qua cái nhà thờ Cầu Kho luôn ha. Là đường Phát Diệm ngày xưa đó. Mời cô chú anh chị mình cùng tham gia đi vô hẻm, khám phá cuộc sống trong hẻm thế nào ha. Thì hôm nay do là cuối tuần nên có dịp đi lang thang, rồi dẫn cô chú anh chị mình cùng đi khảo sát thực tế. Thì cái hẻm này thì chúng ta đi ngang qua rất là nhiều lần rồi nhưng mà chưa có dịp để đi vô. Thì hôm nay thông qua những cái comment và những lời nhắn nhủ của cô chú anh chị thì chúng ta lại gặp nhau trên cái con hẻm quen thuộc ngày nào. Cái dãy Trần Hưng Đạo ngày xưa, bây giờ là những cái cửa hàng bán dụng cụ y khoa nè. Thì hẻm 329 và 321 nằm kế bên nhau ha, đều thông ra đường Phát Diệm hết, là Trần Đình Xu ngày xưa đó, thôi ngày nay nè. Đây là hẻm 301 Trần Hưng Đạo. Tới đây là hẻm như là 321 thì phải. Hẻm 321. Hình như hẻm này là hẻm cùng. Thì kế bên có nhà máy sản xuất pin Pinaco. Thì kế bên đây nữa thì có cái hẻm 321 và 329. Chúng ta đi vô hẻm nha, 321 và 329. Là buổi trưa rất là mát, hy vọng anh chị sẽ gặp người quen ở đây. Bên cái hẻm này nó thông ra tới bên kia không, lần đầu tiên có vô cái hẻm này luôn á. Thông ra luôn. Hẻm này cũng khá nhỏ. Cô cho hỏi cái hẻm này có ra Trần Đình Xu luôn không? Không.
không, nhưng mà giờ con ra đường rồi con đi gần gần xu được à, tưởng tưởng nó ra đường quẹo phải. Dạ dạ, không biết à. Dạ dạ, cảm ơn cô. À, tưởng đâu cái hẻm này thông ra trên đỉnh xu nhưng mà không có thông. À, mình ra đây là hẻm 331. Ngay đây thì có cái siêu thị US Mart. À, siêu thị của Mỹ, bán đồ Mỹ. Mình ra đường Trần Hưng Đạo rồi à, rồi chúng ta nhìn lại cái hẻm của mình nha à. À, cái hẻm này thì đầu bên kia bọc phía sau cái nhà US Mart này ra cái hẻm 331 à, vậy là hiểu lầm, tưởng đâu là đi ra được cái hẻm bên Quỳnh Trần Đình Xu. Rồi thì chúng ta đi ra hẻm này ra và đi ra đường Trần Đình Xu nha. À, lúc nãy hiểu lầm là tưởng đâu đi ra hẻm đâu gần gần đây, nhưng mà thôi không thông thì chúng ta đi ra mặt đường. À, không biết có đủ pin hay không nữa. À, do lúc nãy giờ đi cũng nhiều nên pin cũng cạn. À, nếu mà không đủ pin để đi đến cái đủ pin đi đến cái hẻm cái bên nhà thờ thì chắc hẹn cô chú anh chị trong những cái video tiếp theo nha. À, đây chúng ta đang đi trên đường Phát Diệm ngày xưa là Trần Đình Xu ngày nay nè. Hôm bữa thì chúng ta đi bên kia đường để nhìn qua đây, thì hôm nay mình sẽ đi cái góc ngược lại để nhìn qua bên kia đường. Đường này thì cũng không có đông như lắm, nhưng mà ở cuối đường này thì có cái quán hủ tiếu chay cũng rất là ngon. Hủ tiếu chay gì cũ. Rồi hả, quá pin còn 14% nữa thôi, không biết có kịp hay không. Không biết đi qua cái hẻm đó thì chỉ có nhìn ra người quen không ha, tại vì không đi cũng tại vì đi cũng thấy cái hẻm cũng vắng. Thấy hẻm cũng vắng nên không có thấy ai. Cuối hẻm thì có cái nhóm cô chú, mấy anh mấy chú đó nhậu nên cũng không tiện hỏi. Ta đi một đoạn nữa là đến cái hẻm kế bên nhà thờ rồi. Đây thì cái hẻm đó theo cô chú anh chị thì thông qua hẻm 35 này. Hẻm 35 này thì ngày xưa em có đi vô rồi, thì để coi hôm nay cái hẻm bên kia có thông qua cái hẻm 35 này không ha. Rất là hồi hộp. 11% đi nhanh lên. Hôm nay thì chủ nhật nên nhà thờ cũng mở cửa để bà con đi lễ nè.
cầu kho. Chúng ta vô nhà thờ qua bên tay trái thì là đi vô khuôn viên nhà thờ. Bên hông này thì chúng ta sẽ đi đi tìm cái hẻm mà để thông ra cái hẻm 35. Đây thì có cái khuôn viên rất là rộng, rất là đẹp luôn. Mọi thử thách đau thương đều cần thiết và hữu ích. Hãy đến cùng Giê-xu giúp thanh luyện và làm cho chúng ta kết hợp sâu xa hơn với Chúa. Ôi, bên có thể là cái hẻm này. Hẻm này chăng? Đúng rồi, hẻm này thì khuôn viên nhà thờ rồi. Chúng ta cùng đi vô hẻm 31 nha. Amen. Đây có dàn hoa rất là đẹp nè. Đây hết rồi, không có đường thông ra. Không biết nhà cô là nhà nào nữa. Ngôi nhà của anh chị là nhà nào? À, đi bao xíu này nữa thôi. Pin sắp hết rồi. Chưa thấy clip nào hồi hộp như clip này. Đây nhà số 31 Trần Đình Xu. Này chúng ta đang vòng qua phía sau nhà thờ nè. Nhà thờ bên tay trái nè. Hẻm này cũng có cái hàng hoa rất là đẹp nè. Rồi hẻm kia đóng cửa rồi. Rồi cho em đến đây xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Chúc anh chị ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cũng vừa hết pin luôn rồi. Hy vọng anh chị sẽ nhìn ra được khung cảnh ngày xưa thông qua cái video này. Rồi bây giờ thì vừa hết pin luôn. Em rất là vui khi thực hiện cái video này. Cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.